Xin chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh video của chúng tôi. Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi cùng nhau để chiêm ngưỡng, khám phá và cùng nhau chia sẻ đến tất cả các bạn một sản phẩm của nhà máy ô tô Trường Giang 3 tấn 49, để chúng ta cùng nhau hiểu rõ xem là nhà máy ô tô Trường Giang ra cái sản phẩm này nó như thế nào nhá. Nó có những ưu điểm gì, nhược điểm gì, anh em mình sẽ cùng đi sau cái video như này. Nào mời anh em. Thì theo anh Lâm thì cùng phân khúc với con 3 tấn 49 của Trường Giang này, thì theo anh đánh giá khách quan thôi, nó có cái ưu điểm gì chưa đã? Theo anh thì Trường Giang 3 tấn 49 là một trong số những sản phẩm để chạy bằng B2 như em mình đã biết rồi đúng không? Và cùng cạnh tranh với sản phẩm 3 tấn 49 của Trường Giang này thì có rất nhiều sản phẩm khác. Ví dụ nổi cộm lên là có 3 tấn rưỡi của Cửu Long TMT này, rồi là của Chiến Thắng có 3 tấn 48 này. Hoa Mai thì có 3 tấn này. Nhưng theo anh nhá, 3 tấn 49 của Trường Giang là một trong số sản phẩm mà chất lượng gần như là số 1 trong phân khúc. Theo em do chất lượng ở cái nước sơn đấy. À, nước sơn thì nó cũng là một phần. Nước sơn thì tất nhiên rồi. Nước sơn của Trường Giang thì nó là một trong những công nghệ sơn mà đứng đầu các nhà máy lắp ráp ở Việt Nam thời điểm giờ. Cũng nhìn xem, nước sơn nó như này mà. Bóng này. Nước sơn cực đẹp luôn. Để tiện cho anh em theo dõi nhá, Phú cùng với anh Lâm sẽ giới thiệu sơ sơ qua cái kích thước bên ngoài của xe này, xem anh em có hợp với cái cung đường mà các bác đang tham khảo không. Đây, em cầm lại. Trước hết nhá, đi cái lòng thùng đi. Lòng thùng của xe này thì nhà máy thiết kế với lòng thùng có chiều dài là 2,59m, chiều ngang là 1,6m, còn chiều bừng lên nhà máy thiết kế với bửng 6-7cm. Thì anh em mình tính toán lên thì nó rơi tầm khoảng đâu đó khoảng 3 khối. Ví dụ anh em chở cát này, chở đá này thì nó rơi tầm 3 khối. Đó là cái phần mà bề ngoài anh em hay quan trọng nhất đi xem xe. Thì khách của em cũng thế, khách của anh như nào? Thực tế thì là cái xe 3 tấn rưỡi chung ấy thì các hãng đều đâu đó cái thùng nguyên bản của nó thì khoảng từ 2,8 đến 3 khối. Có những xe thì nó sẽ dài hơn một chút, có những xe rộng một chút đó, và có những xe thành cao một chút. Thì cái xe Trường Giang này nó là một trong số những xe mà rất chi là gọn. Cái bề ngang nó gọn hơn đó. Anh thử nói qua cái lốp đi, lốp cho anh em. Cái lốp nó là một cái điểm đặc biệt của nhà máy ô tô Trường Giang. Cái lốp của nhà máy Trường Giang thì rất nhiều sản phẩm được sử dụng cái lốp của Thái Lan đó. Còn các hãng khác thì sử dụng cái lốp, một là Sao Vàng, hai là Đà Nẵng của Việt Nam thôi. Nhưng mà riêng cái lốp của 3 tấn 49 của Trường Giang này thì được sử dụng cái lốp của Thái Lan này. Các bạn có thể nhìn thấy các phân lốp cũng rất chi là khác. Đấy là một cái điểm nhấn của nhà máy Trường Giang ấy. Cái lốp này nó khác đấy. Lốp khác hoàn toàn với lại lốp cao su nào của Đà Nẵng ấy nhá. Khác chứ, lốp Đà Nẵng, lốp Sao Vàng khác, làm sao ăn được cái lốp này. Lốp này lốp của Thái mà. Những người khách của em ấy chạy không phải là chạy miền núi đâu, chạy đồng bằng ấy thì các bác nó rất ưng ý với cái lốp này đấy. Đúng rồi. Riêng cái lốp nó là điểm ăn tiền. Lốp 750 R16 anh em nhé. 750 R16. Đây anh em theo dõi khách quan nhìn qua thì nó như thế. Rồi. Đây có một cái điểm này nữa mà anh em cũng phải lưu ý này. Đấy là cái cabin, nó lại một chút về cabin. Cabin này thì nó là cái cabin của Đông Phong này. Nó là cái mẫu cabin mà từ trước giờ, từ cái thời mà máy cơ nó cũng đã có cái cabin la lá như này rồi. 2017 đấy à? 2017. Và đến thời điểm giờ cái cabin của Trường Giang nó là một trong số cabin mà dày dặn chắc chắn. Đây, Phú có thể nghe cái tiếng đóng cửa này. Cái xoang của nó tốt đấy chứ. Xoang tốt. Anh ơi, anh đi xem cho em cái phần động cơ đi. Cái phần động cơ của con này thì nó được sử dụng cái máy quay chai. Máy quay chai à? Ừ. Công suất của nó tối đa được là... Quay phim bắt quay rõ cho anh em xem. Máy quay chai máy xanh 70kW. Một trong số những con máy mà có công suất lớn nhất ở trong phân khúc, tải trọng 3 tấn rưỡi. Máy quay chai, một trong số những cái máy mà nó được sử dụng rất nhiều rồi, rất chi là bền bỉ. Máy này chạy ổn. Máy chạy ổn. Anh em mình bán về những cái phần như ở đồng bằng ấy,
hoặc là những cái em chạy được bằng thì dòng 3 tấn rưỡi này chạy rất là ok đó. Vừa rồi cái một vài khách hàng của em ấy, họ bảo là anh quay rõ phần nhíp với phần sassy, thì hôm nay tiện đây video thì bạn quay phim, bạn quay rõ tôi phần sassy nhíp đó. Đây tiếp tục đến cái phần gầm bệ của 349 này ấy, thì đầu tiên thì cái chassis của nó chúng ta giới thiệu lại với khách hàng, rất nhiều khách hàng cũng đã xem video biết rồi, nhưng hôm nay anh em mình giới thiệu lại. Lồng hai lớp đúng không anh? Lồng hai lớp nó là việc tất nhiên rồi. Nhưng cái chassis này là chassis nhập. Nhập à? Nhập đúng rồi, Nhật Trung Quốc chứ không phải chassis đóng ở Việt Nam đâu nhá. Rồi. Chassis nhập thì bao giờ nó cũng có cái độ vặn xoắn, chịu độ vặn xoắn và chịu tải cực tốt. Chassis nhập này. Đấy. Và hệ thống nhíp thì không thể chê đâu được cái nhíp của Trường Giang rồi. Chịu tải tốt. Chịu tải rất tốt luôn. Cầu của nó thì cũng loại là cầu to nhá. Cầu to. Cái con này nó có thể số của nó và cầu của nó nhỏ hơn một chút so với cả một vài cái hãng khác. Có thể. Tại vì nó không phải là lớn nhất Phúc. Nhưng nó có một cái điều mà anh đảm bảo với cả Phú. Cái con này nó là một con mà đồng bộ nhất ở trong Vân Cúc. Nó đồng bộ đúng không? Đúng rồi. Nó đồng bộ từ động cơ cho ra đến hộp số, các đăng và cầu. Rồi. Mà những chiếc xe mà nó được đồng bộ từ trước sau ấy, thì cái độ bền và cái hoạt động của nó cực kỳ là ổn định. Có thể là có những xe số to đúng không ạ? Thì nó không phá số nhưng mà lại phá cầu, phá động cơ, phá lọ, phá kia, nhưng quan trọng nhất cái xe nó là phải là đồng bộ đấy. Vừa rồi thì Phú cùng với lại anh Lâm của anh em đang là nhân viên của công ty cổ phần Anh thì qua một cái video giới thiệu cho anh em vào dịp đầu năm mới. Anh Lâm tình hình đầu năm này anh thấy xe, thị trường xe đây nào? Theo anh theo cái nhìn nhận cá nhân riêng của mình thôi nhá. Thì thị trường xe vẫn là một trong những cái mà thị trường là khó khăn, khả năng là cũng phải hết đến quý 2 2023 đấy. Nhưng anh em mình từ trước đến giờ thì là vẫn cứ làm sao là phục vụ khách hàng một cách chuẩn chu nhất, kể cả những khách hàng mà hỏi thôi cũng được. Chưa nhu cầu, anh em cứ phục vụ đi. Không phải tư vấn đúng không? Không phải tư vấn nhiệt tình đây. Qua đây thì Phú cùng anh Lâm đầu năm mới xin chúc anh em quý khách hàng một năm mới thật nhiều thắng lợi mới, thật nhiều sức khỏe để có những công ăn việc làm và thuận buồm xuôi gió đầu năm mới. Phú cùng anh Lâm xin chúc anh em năm mới thắng lợi mới. Chúc anh em một xuân mới vạn dặm bình an, đắc tài đắc lộc. Và đừng nhớ anh em chúng tôi, ủng hộ anh em chúng tôi một like, một subscribe, một theo dõi kênh video nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào và hẹn gặp lại.